Thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì mới qua nhà chị gái của Thủy tính tiền hàng cô chú anh chị, rồi chơi một xíu về. Xong chị gái Thủy nói là chị gái Thủy túng ví số 20 nè cô chú anh chị. Túng giải 200 ngàn nha cô chú anh chị nha. 8 tờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này túng 8 tờ. Hồi bữa chị gái Thủy là túng 10 tờ mà giải gì á cô chú chị. Nếu mà giải đặc biệt á là chị gái Thủy về quê luôn, nuôi ba má rồi. Hồi bữa chị gái Thủy túng giấy 7, 10 tờ. Bây giờ túng giải này giải gì không biết mà 200 ngàn một tờ. Thủy không có rành với số cô chú anh chị, tại vì Thủy không có mê với số cho nên Thủy không có biết giải gì hết. Nhưng mà chị gái Thủy nói là chị gái Thủy túng 8 tờ ngày 29 tháng 5 năm 2004 nè cô chú anh chị nè. Đài Đồng Nai nha cô chú anh chị nha. Đài Đồng Nai ngày 29 tháng 5 năm 2004 cô chú anh chị. Đài Đồng Nai 8 tờ, một tờ như vậy là 200 ngàn. Chị gái nói là cho con của Thủy 100 và con gái của Thủy hai đứa là một, hai đứa một tờ này, mỗi đứa 100 ngàn. Phải chi chị gái Thủy mà túng đặc biệt 8 tờ này luôn là điều trước tiên là chị gái Thủy sẽ về quê nuôi ba má, rồi mua nhà mua cửa túng đặc biệt đó nha, rồi từ thiện thôi chú anh chị. Mà chị gái của Thủy hay túng giải này giải nọ lắm, cỡ 8 tờ 10 tờ rồi trở lên không mà cô chú anh chị. Không biết chừng nào chị mới trúng đặc biệt nữa ha cô chú anh chị ha. Hy vọng là nếu mà chị trúng đặc biệt là ba má của Thủy cũng đỡ khổ, mà chỉ về quê chỉ nuôi ba má Thủy luôn chứ chị không có ở đây buôn bán nữa. Đây là 8 tờ nè cô chú anh chị, 8 tờ Đài Đồng Nai ngày 29 tháng 5 năm 8 tờ. Thủy muốn chia sẻ cái này lên cho cô chú anh chị biết đó là chị gái Thủy lúc nào túng đó, dù ít hay nhiều cũng cho mấy đứa con của Thủy đó. Ít thì cho 1-200, nhiều thì cho 500 triệu cô chú anh chị. Chị gái Thủy sợ lợi. Hồi bữa cô chú anh chị Thủy qua nhà chị gái Thủy á, Thủy quay cho cô chú anh chị xem 8 tờ giấy số mà chị gái Thủy túng giải 7 á. Rồi xong tí nữa Thủy về, rồi xong chị gái Thủy ở nhà dò thêm một tờ ví số khác đài nữa nha cô chú anh chị. Thì chị gái Thủy cũng túng giải 100 ngàn, giải 8 á cô chú anh chị, giải hai số đầu á. Rồi xong qua ngày mai lại, xong chị gái Thủy mua 8 tờ giấy số này nè cô chú anh chị. Rồi để Thủy đếm nha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại tiếp tục chị gái Thủy mua 8 tờ giấy số đài Trà Vinh nha cô chú anh chị. 3 ngày liên tục chị gái Thủy đều trúng luôn cô chú anh chị. Lần đầu thì trúng giải 7, rồi qua lần ngày thứ hai thì trúng một tờ giải 8. Xong ngày thứ ba, chị gái của Thủy mua 8 tờ với số đài Trà Vinh nha cô chú anh chị nha. Đài Trà Vinh. Đây cho cô số chú anh chị xem đài Trà Vinh nè. Ồ, quay vô trong đây nó xí ngược ha anh Mãi. Vậy là anh quay ra kia giùm em ơi. Đây nè cô chú anh chị, đó cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị có thấy rõ không? Đài Trà Vinh nha cô chú anh chị nha, 8 tờ. Đài Trà Vinh. Ngày thứ 6, ngày 31 tháng 5 năm 2022
24 nha cô chú anh chị, ngày thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Chị gái Thị lại mua tiếp tục 8 tờ. Hồi bữa là chị gái Thị cũng trúng giải 7, cũng 8, 9 tờ, 10 tờ gì á cô chú anh chị. Là ngày 29. Rồi xong lại tiếp tục túng giải 8, 1 tờ. Bây giờ chị gái Thị tiếp tục mua giải, mua đài Trà Vinh ngày 31 tháng 5 năm 2024 nè cô chú anh chị. Là 8 tờ. Đây, cái dòng đặc biệt luôn nha cô chú anh chị nha. Thị sĩ ghim lên cái đài và cái ấy sổ số cô chú anh chị. Không biết là cô chú anh chị nào mà giành với số, không biết là có trúng hay không. Nó vô đầy đủ hết, nó cũng vô số 4, số 7. Ở chính giữa là của Thủy là số 6 mà nó thành số 3. Còn sao lại ở ngoài đây là nó đầy đủ hết nhưng mà nó lộn xộn cô chú anh chị ơi. Đài đặc biệt á. Không biết là có trúng giải gì không cô chú anh chị, để lại bình luận cho Thị biết với nha. Chị gái của Thị á cô chú anh chị là thích chơi với số lắm. Toàn là để cầu may không mà. Mà những cái đồng tiền mà khách đưa, những cái đồng tiền bị rách, bị xấu, bị tư rồi cô chú anh chị, lấy những cái đồng tiền đó ra rồi mua với số. Tại vì mình bán đông đen quá cô chú anh chị, mình không có thời gian kiểm soát cái đồng tiền á. Có nhiều khách hàng người ta đưa tiền rất nhiều lắm. Cho nên nó là chị gái Thị bán á, cứ xếp những cái tiền rách, tiền xấu á, bỏ qua một bên. Rồi xong á, mua với số cầu may cô chú anh chị. Chị gái Thị á, có cái tính á, là hay cầu may để về, nếu mà chúng đặc biệt hay là sao đó, để về nuôi ba má. Chị gái Thị không có chồng rồi cô chú anh chị. Mà chị gái Thị túng rất là nhiều giải luôn nha. Chị có giải đặc biệt là chưa có trúng. Nhưng mà mấy bữa chị gái Thị cũng trúng ở trong này tùm lum tùm la giờ. Mà cũng được 6 triệu hay 3 triệu gì á. Thị quên rồi. Rồi xong bây giờ lại tiếp tục túng, lại tiếp tục nó vô lộn xộn gì nè cô chú anh chị ở dưới vòng đặc biệt á. Cô chú anh chị nào mà có am hiểu về với số, nhắn tin bình luận cho Thị biết với nha cô chú anh chị nha. Trời ơi, mình không có chơi với số cô chú anh chị. Thị thì không thích chơi với số nhưng mà Thị thấy chị gái Thị á, mê chơi với số lắm, mua nhiều lắm cô chú anh chị. Mà mua những người nghèo, không phải ai chị gái Thị cũng mua đâu. Chị gái Thị đủ duyên với ai, và những người mà người ta nghèo khổ, thấy nghèo khổ rồi thấy tật nguyền rồi cô chú anh chị đi đi á, chị gái Thị lấy đồng tiền nó ra mua. Nè, Thị cho cô chú anh chị xem cái đài Trà Vinh luôn nè nha. Đây. Đó, cái đài Trà Vinh này nha cô chú anh chị. Nè. Không biết cô chú anh chị có thấy rõ không ha. Đó, cái dòng ở dưới đặc biệt đó cô chú anh chị. Đây, đặc biệt nè, Thị để đặc biệt nha. Đây. Các bạn đến với kênh sổ số chấm mobi và sau đây là kết quả sổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 31 tháng 5 năm 2024. Chúc các bạn may mắn. Cô chú anh chị nào mà dành với số bình luận lại cho Thủy biết với nha. Video của Thủy đến đây là kết thúc rồi cô chú anh chị.
Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha, nhớ ấn vào cái chuông đó để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại bà cô chú clip sau, bye bye. Nè cô chú anh chị thấy không, chị gái Thủy mua quá trời luôn, 8 tờ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bye bye.